đồng hương của bạn của em. Sao muốn tắm à? À thôi. Đâu? Thôi à. Đâu rồi? Dạ thôi trong này luôn. Không có mụn gì chưa kìa. Không có mụn quay gì? Có mấy cái à? Chán quá rồi, hết trơn mụn vậy. Đâu? Cái gì vậy? Dạ đâu. Đâu đâu mà đâu. Bia kéo cái quạt xuống cái bia, nóng quá bia. Ngồi này gần này. Ồ chị. Chị ở Đắk Nông mà sao giọng chị không giống giọng bạn kia chứ? Sao lại không giống? Không, kiểu, không kiểu nói nó khác. Bạn em ở Đắk Lắk mà kiểu giọng giống bạn đó. Ủa chị thấy nó giống nhau mà ta. Không, chị không ngọt ngào bằng thôi chứ chị sẽ thấy giống mà. À cái gì? Lúc tí thì mình đừng kêu đau nha. Ôi. Ê cái này là tại cục mụn nhưng mà là tại chị cố tình nha. Mà tưởng cố em tình làm nó đau nè. Hợp lý chút đi. Bảo là không đau. Chị em nó đau rồi ai dám đến bên chị nữa à? Ừ. Không đau nha. Dạ sự thật thì mất lòng. Nhưng mà đau thì. Để chị lấy cho nó đau này. Giờ nó sẽ cho sao nó. Sao cái lông khá thiệt nhiều dữ vậy trời. Cho nó gọi là đau thiệt này. Không vui chút nào. Dạ do dạ. Em ăn uống không điều độ với ngủ không đủ giấc nên nó vậy. Dạ em được vậy là nhờ vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ chị đâu có phần thế nào đâu đúng không? À có. Còn không minh trả lời được đấy, thông minh đấy. Ai cũng nói vậy hết chị. Điện giật nhiều quá vậy. Lần sau qua cho chị quay feedback nè. Anh vui. Khi không có mụn hải qua nha. Khi đợi lâu rồi mới có mụn lại mới qua là đuổi về đấy. Không có quay nữa. À là qua quay xong về đúng không? Đúng rồi. Chị mình thấy hết mụn rồi mình không đi nữa để cho nó. Có mụn lại mới đi. À, có mụn lại mới đi là sao mà đuổi về đấy. Ok không? Da này là bao giờ thì chị một chầu trà sữa con cha vừa lòng chị. Mày chị hỏi có tiền không là vậy đúng không? Vậy mà bữa chị nói chị mời mang bị cay mà chưa mời. Nhắc chị cũng biết nhớ em nãy giờ có ghi vô, âm có ghi âm không? Dạ có, nãy giờ vô làm mặt ghi âm sẵn. Đâu bây giờ chị đâu có nói vậy nữa đâu. Ừ nãy giờ ghi âm là kêu em mời hả? Đâu nhưng mà em chưa có đồng ý mà nên là chưa tính đâu. Nãy chị là mới thấy em gật đầu quá kìa. Không phải không đau quá. Ủa xem từ chối nhanh có vậy. Hỏi là lần cuối nè. Gong cha không? Em chưa uống gong cha bao giờ luôn. Em không dám uống gong cha hả? Dạ đúng rồi, em còn không dám uống gong cha. Mà chị cứ em mời gong cha là chết không em rồi. Không dám uống gong cha mà. Sinh viên nghèo giấu cha giấu mẹ em. Đi chị mong mà. Sao lại gọi sinh viên nghèo giấu cha giấu mẹ là trốn cha trốn mẹ đi tới đây chơi chơi. Em đánh đổi là do tuổi trẻ em chơi bời quá. Em mà chơi bời á? Không, ý là ngu muội ấy. Em chỉ có đi không qua 12 giờ là nó về. Chị đâu có nói cái đấy đâu. Xài... ngu muội xài ấy thôi. Dạ đúng chưa? Dạ vâng. Chà vậy, trời ơi, chị nói sao mà sai được em. Heo không có mụn nữa luôn á. Thiệt luôn á trời. Không có mụn nhưng mà nước mắt nó vẫn ra. Có đau miếng nào đâu trời ơi. Em nó sao á. Em làm sao ấy.
hai tụi chị không đang miếng luôn á. Ừ. Em biết, em hiểu. Ừ. Mời mọi người ăn đi, cái múc lên mọi mà mọi người ăn đi. Mọi người một ly đi chứ. Ừ. Em nấu chè dưới là xong á hả? Ừ. Bây giờ bỏ tủ lạnh đó chị, cho nó lạnh tí nha. Em chờ được. Không có phần của em đâu hả? Tôi mời người ta không cha, không chịu mời, đòi ăn chè của người ta. Ừ. Sẵn quá, sẵn quá. Gắn mấy cục bụng vô thầy. Mời không cha đi rồi cho ăn chè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ly hả? 7, 8, ừ, tính em là 8. Thôi, bỏ ly em ra đi. Bỏ ly em ra đi hả? Dạ, em uống trà đá luôn. Sao uống nổi của nó đây không biết nữa. Nó là đau lòng quá, để chứ mua con cha cho em uống nha. Ờ, có ghi âm nha chị. Bị điện giật nhiều. Dạ, không đâu chị. Người ta giật là người ta điên dại đi, mình càng giật càng khôn à. Hôm bữa em ở trên cột điện á, ừ. Em thấy nó rồi, em không có đụng nó đâu. Nhưng mà hồi nữa sau em bị khiều chúng nó cái giật em, chúng em chửi nó. Uh-huh. Chửi nó. Cái hồi nó giật em cái nữa. Vậy hả? Dạ, giật hai lần chứ một cây trụ luôn. Vậy hả? Nhưng mà không sao. Từ khi bị giật là em như này đúng không? Không, sao lại là như thế này? Sao như thế này là như thế nào? Đúng rồi đó. Thì như thế này là hiện như em hiện giờ này. Tính dạ. Như giờ hả? Tính như giờ. Dạ không phải đâu, tại em cố tỏ ra vui vẻ cho mọi người, cho mọi người vui á. Chứ tính em bình thường lạnh lùng boy lắm đúng không? Dạ bình thường em không có nói chuyện đâu. Thôi em bình thường như chị cái đi. Dạ bình thường là khi ở mình á chị. Chứ mẹ ở chứ gì, mẹ ở mình mà mẹ còn nói nữa thì thôi chứ. Mấy ngày gì chắc ngồi nói chuyện với cây với đồ vật trong nhà không chứ làm gì. Dạ đâu, mấy ngày dịch ở quê em là đi leo cột điện đó chị. Ừ. Quê em còn thoáng lắm. Ừ. Quê Long An đúng không? Dạ không phải. Tây Ninh hả? Dạ đúng rồi. Tây Ninh hả? Dạ vâng. Nói về quê đưa mua đưa bánh tráng Tây Ninh lên đây ăn nha. Dạ về quê đưa bánh tráng Tây Ninh lên đây hả chị? Ừ. Hợp lý không? Dạ cũng được á. Chị bụng cho mày, chị lấy không có lấy tiền không có nhiêu chứ, chị lấy mấy bịch bánh tráng mày không cho tụi chị ăn nữa. Dạ mấy bịch thì được. Chỗ em có bán cái sâu có 7.000, 10 bịch á. Cùng đưa. À. Chặt có tắc đúng không? Có trái tắc đúng không? Dạ không. Ủa chị bánh tráng gì? Hành phi muối. Có chừng này đây hả? Thôi mua cái nào mà có trái tắc ấy. Có trái tắc ấy hả? Ừ. Tắc cũng có 7.000 hả ba? Không nha. Mua sỉ chắc 7.000. 8.000. Người ta tính tiền chế tắc nữa. Thì 8.000. Không, em mua cái bịch nửa ký. Nửa ký tắc hả? Nửa ký bánh tráng. Trong đó có bánh tráng không ạ? Tắc thì thôi, mua riêng. Chị tự bổ sung vô. Nhưng mà bánh tráng phải có tắc nó mới ngon. Dạ thì lên mua riêng cho chị máy chế tắc. Không. Cái loại mà bánh trắng mà có trái tắc mới ngon. Chứ không phải là nó không có tắc nó không ngon. Hiểu không? Hiểu không? À, dạ tạm hiểu rồi đó. Chắc hiểu mới lạ luôn đó. Hiểu. Ô cái cục phía này đâu rồi? Dạ nó bị lặn rồi. Nó lên nó thăm rồi nó về. Xem nào. Ủa đâu rồi? Ghê à. Trời ơi. Nó vẫn còn một tí. Chị để chị luôn. Thật là đỉnh. Vay. Không mở cái cục kia quay à? Ừ.